Con mua đồ ăn vặt cho chị đi à? Cứ để đấy, kiểu gì cuối tuần nó trả tạt về, không sợ ế đâu. Gì? Anh bảo với cái đông là mày đi mua đồ cho nó từ sớm. Thế mà nó nhất quyết không đợi. Đòi đi luôn cơ. Nào, để em nó ăn sáng đã. Điên. Tôi dừng lên nói gì không? Tao đang test. Nhưng mà không còn gì nghi ngờ nữa rồi. Chắc chắn 100% thằng em của mày mày đang muốn làm phi công của hãng Phương Đông Airlines. Chồng tề tài như một thằng chết gái. Thế sếp có hỏi vì sao chị chưa ký hợp đồng không? Dạ, thật ra là có. Chị đang cân nhắc, nhưng vẫn cần một chút thời gian nữa. Hơn nữa, nếu bây giờ chị ký, đồng nghiệp ở công ty cậu sẽ nghĩ là do cậu ăn may, thậm chí còn đồn thổi những điều không hay về cậu nữa. Dạ, em hiểu ạ. Công tư phân minh, nếu để nhập nhằng, rất dễ xảy ra sai sót. Hiệu quả công việc cũng không được tốt. Dù chị có ký hợp đồng hay không, thì em có cơ hội để đi cùng chị để học hỏi. Đấy đã là một điều may mắn đối với em rồi ạ. Chị Diễm, chị có gì dặn dò em không ạ? Đối tác là nam hay nữ ạ? À, là nam. Cậu chỉ cần ngồi cùng chị, không cần phải nói gì cả. Anh Vinh, anh đến tìm Hân ạ? Thấy Hải gọi nó đi có việc rồi. Anh biết rồi. Mấy cái này là anh mang cho nó đúng không? Để em cầm giúp cho. Em chia cho các bạn nhé. Vâng. Ừ, cho anh xin lại cái túi này. Vâng. Hay là đợi nó về rồi chia luôn hả anh? Sao phải chờ, chia luôn đi. Cũng được ạ. Đông. Quà kia chúng mày. Chào anh. Tặng em này. Thôi ạ. Em xin. Em cầm hộ cho. Ơ, có quà. Anh làm thế này mọi người lại hiểu nhầm em. Mọi người ơi, đừng có hiểu lầm gì nhá. Đây chẳng qua là anh muốn cảm ơn Đông, vì tối qua anh uống say quá. Đông dìu anh về nhà thế thôi, không có gì đâu. Ông ơi, say được dìu về nhà. Em ta cũng muốn say. Uống rượu á. Thế mà đòi dìu nhá.